dẫn chung với Quý Bình phản ứng của Phạm Hương khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương thật thông minh. Nếu như Quý Bình liên tục tìm cách ngắt lời Trường Giang trong đêm trao giải thì Phạm Hương lại khôn ngoan hơn khi làm điều này. Tối ngày 18 tháng 1, tại lễ trao giải Mai Vàng, Trường Giang đã có màn cầu hôn Nhã Phương đầy bất ngờ. Hành động này diễn ra trước mắt các nghệ sĩ, hàng nghìn khán giả có mặt tại sự kiện cũng như rất nhiều người hâm mộ thông qua sóng truyền hình trực tiếp và hình thức live stream. Cách Trường Giang đường đột cầu hôn Nhã Phương tại chương trình truyền hình đặc biệt là tại một buổi lễ trao giải khiến không ít người phải chịu ảnh hưởng. Để đạt được mục đích của mình, anh mặc kệ những người xung quanh đứng chân hững trên sân khấu, bao gồm Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Quý Bình trong vai trò MC, đạo diễn Nguyễn Công Ninh, diễn viên Cát Tường trao giải và Khả Như, cùng nhận giải nghệ sĩ sân khấu được yêu thích nhất. Là người cầm dịch chương trình hôm đó, Quý Bình liên tiếp có ý muốn ngắt lời của Trường Giang để mọi người tập trung vào chương trình chính. Tuy nhiên mọi cố gắng của anh đều vô ích, Trường Giang vẫn tiếp tục thể hiện tình cảm, thậm chí anh còn mạnh dạn nhảy xuống khỏi sân khấu, chạy đến bên Nhã Phương khiến cho khán giả phía dưới hò hét, cổ vũ. Sau sự kiện, Quý Bình đã bị fan của Nhã Phương và Trường Giang chỉ trích vì đã cản trở khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Nếu như Quý Bình liên tiếp chặn lời Trường Giang thì Phạm Hương chọn cách khôn ngoan hơn là im lặng. Tuy nhiên, cũng là người dẫn chương trình buổi tối ngày 18 tháng 1, Phạm Hương là chọn cách đứng im lặng. Không ai còn nhớ sự có mặt của Phạm Hương khi đó vì cô cùng Quý Bình đã lùi sâu hơn về phía cánh gà. Cách mà Phạm Hương chọn im lặng được nhiều người đánh giá là khôn ngoan, bởi dù là MC kỳ cựu như Quý Bình cũng không thể khống chế được tình huống phát sinh như vậy. Không phải là một MC chuyên nghiệp nên các nhà cũng chẳng thể đòi hỏi nữ giám khảo được phải sắc sảo như các chương trình chuyên môn của cô. Đây cũng là một bài học lớn cho bất kỳ người đẹp nào muốn thử sức với vai trò MC chương trình. Với đẹp thôi chưa đủ, họ cần sắc sảo thông minh hơn để đối phó mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đạo diễn nói về màn cầu hôn của Trường Giang: tôi làm trực tiếp chứ đâu có làm phim mà bạn tự đưa kịch bản vô tạo scandal luôn vậy. Màn cầu hôn bất ngờ mà Trường Giang dành cho Nhã Phương nhanh chóng lan truyền chóng mặt. Tuy nhiên, bên cạnh ủng hộ, rất nhiều ý kiến cũng thể hiện sự không hài lòng trước hành động của nam danh hài, nhất là những người tham gia vào thực hiện đêm trao giải Mai Vàng tối qua. Sau khi MC Quý Bình bày tỏ quan điểm cho rằng anh cảm thấy buồn và xấu hổ trước hành động đẹp nhưng không đúng chỗ của đồng nghiệp, thì nữ đạo diễn của chương trình Mai Thắm cũng nhanh chóng lên tiếng. Trên trang cá nhân, đạo diễn Mai Thắm viết: tôi làm trực tiếp chứ đâu có làm phim mà bạn tự đưa kịch bản và vô tạo scandal luôn vậy. Sóng VTV đâu phải là của riêng nhà tôi hay nhà bạn. Trao đổi với bạn bè và khán giả, trên trang cá nhân Mai Thắm chia sẻ rằng ban tổ chức và ekip tưởng rằng Trường Giang sẽ vắng mặt tại lễ trao giải, bởi khi chương trình bắt đầu danh hài vẫn chưa xuất hiện, nhưng khi công bố giải thưởng nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất thì Trường Giang bỗng từ đâu lao vội lên sân khấu xí xô đổ máy quay phim. Đạo diễn Mai Thắm cho biết thêm, cô đã chỉ đạo MC phải nhanh chóng cắt phần phát biểu của Trường Giang vì lúc đó chương trình đã bị lố sóng đến 7 phút. Tuy nhiên, MC Quý Bình và Phạm Hương lúc đó cũng rơi vào thế khó, dẫn đến việc VTV quyết định cắt sóng trực tiếp của lễ trao giải vẫn đang diễn ra. Thế nên, hạng mục của nam nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất và bài hát kết chương trình đã không thể lên sóng trực tiếp như kế hoạch. Đạo diễn Mai Thắm cũng nhấn mạnh, đối với giải Mai Vàng, Trường Giang luôn là cái tên hot. Sự xuất hiện của danh hài những năm trước vô cùng duyên dáng và dễ thương. Tuy nhiên, màn cầu hôn bất ngờ của anh dành cho Nhã Phương đêm qua đã khiến chương trình năm nay ít nhiều bị ảnh hưởng.